tổng hợp tin tức giáo hội từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ cho mùa chay là hành trình trở về với Chúa. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ tư, tư ngày 17 tháng 2 năm 2021, lễ cho Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự giới hạn của khoảng hơn 100 tín hữu như trong các thánh lễ trong thời gian đại dịch. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha, có các đức hồng y thuộc giáo triều Roma trong nghi thức sức cho sau khi đức thánh cha làm phép cho đức hồng y Angelo Comastri giám quản đền thờ thánh Phaero, đã bỏ cho cho đức thánh cha và sau đó đức thánh cha đã bỏ cho cho các hồng y trong bài giảng đức thánh cha mời gọi các tín hữu sống mùa chay như một cuộc xuất hành từ tình trạng nô lệ đến tự do một cuộc hành trình trở về với chúa cha chúa con và chúa thánh thần và cũng là cơ hội để đào sâu tình yêu thương của chúng ta đối với các anh chị em Mùa chay cũng là thời gian phân định xem tâm hồn của chúng ta đang hướng về đâu. Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích quy định cử hành tuần thánh năm 2021. Hôm thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021, Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích công bố các quy định liên quan đến việc cử hành tuần thánh trong thời điểm đại dịch. Theo đó, sắc lệnh được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2020 vẫn còn hiệu lực. Trong hoàn cảnh của đại dịch, các quy tắc và chỉ dẫn trong các sách phụng vụ không thể áp dụng hoàn toàn trong những thời điểm khủng hoảng đặc biệt như thế này. Vì lẽ đó, giám mục giáo phận là người điều hành đời sống phụng vụ trong giáo hội của ngài, được kêu gọi đưa ra các quyết định thận trọng để các cử hành phụng vụ có thể tiến hành đem lại kết quả tốt đẹp cho dân Chúa và lợi ích cho các linh hồn được trao phó cho ngài. Đối với việc cử hành tuần thánh được truyền qua các phương tiện truyền thông, Giám mục giáo phận được đề nghị tạo điều kiện cho việc phổ biến các cử hành do chính Đức Giám mục chủ sự, khuyến khích các tín hữu nếu không thể đến giáo xứ thì tham dự các cử hành do Giám mục chủ sự như một dấu hiệu của sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Robert Sara. Thứ Bảy ngày 20 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích do Đức Hồng Y Robert Sara đệ trình. Đức Hồng Y người Guinea tròn 75 tuổi ngày 15 tháng 6 năm ngoái. Ngày 23 tháng 11 năm 2014, Đức Thanh Cha Francisco bổ ngài làm Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích. Đức Hồng Y Robert Sara đã tham dự mật nghị Hồng Y vào tháng 3 năm 2013, mật nghị bầu Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Pia Senza giải thích ý nghĩa sám hối Kitô giáo cho mùa chay năm 2021. Trong một lá thư gửi đến toàn thể các tín hữu được công bố hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 2, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, tránh tòa án giải tối cao giải thích ý nghĩa sâu xa của cử chỉ mà giáo hội mời gọi các tín hữu thực hành trong mùa chay năm nay. Đức Hồng Y viết, đây là thời gian cho việc sám hối, nhưng cũng là thời gian để chúng ta tham dự vào chiến thắng cuối cùng của Chúa Kitô trên sự giữ. Điều chỉ có thể mang lại niềm vui và ơn cứu rỗi cho nhân loại ngày nay đang bị thử thách do đại dịch. Đức Hồng y còn giải thích thêm về sám hối được hiểu theo ý nghĩa Kitô giáo, sám hối tự nó chứa đựng một niềm vui sâu xa và một ý nghĩa công bằng, đều cần phải tái khám phá. Hơn nữa, sám hối Kitô giáo không phải là một nỗ lực do chính con người đạt được, nhưng chính Chúa ban cho và con người có bổn phận biểu hiện bằng một ý chí đáp trả với tất cả tình yêu. Vatican khẳng định không có vấn đề áp chế đối với nhân viên không trích ngừa COVID. Ngày 18 tháng 2, Phủ Thống đốc Thành Vatican đã đưa ra một thông cáo giải thích nghị định của Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican được ban hành ngày 8 tháng 2 về sự cần thiết phải trích ngừa đối với những người làm việc trong các ngành có tiếp xúc với công chúng và khẳng định không có vấn đề áp chế đối với nhân viên không trích ngừa COVID. Để bảo vệ cộng đồng, những người từ chối trích ngừa vì lý do sức khỏe có thể áp dụng những biện pháp một mặt giảm tối thiểu nguy cơ và mặt khác tìm những giải pháp khác để có thể làm việc thông cáo của Phủ thống đốc thành Vatican xác định rằng nghị định về sức khỏe của Phủ thống đốc thành Vatican phải được xem là một công cụ mà trong mọi trường hợp không có tính chất trừng phạt nhưng nhằm mục đích cho phép một phản ứng linh hoạt và tương xứng đối với sự cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và quyền tự do chọn lựa của cá nhân mà không đưa ra bất kỳ hình thức cưỡng ép nào đối với người lao động. Giáo hội Philippines Thánh Hiến Quốc gia cho Thánh Giuse. Các giám mục Philippines đang chuẩn bị những việc cần thiết để thánh hiến quốc gia cho sự bảo trợ của Thánh Du trong một cử hành trọng thể sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 5 sắp tới, ngày lễ Thánh Du Xe thở. Thánh hiến quốc gia cho Thánh Giuse là một trong những sáng kiến được Giáo hội Philippines đưa ra nhân dịp đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021 đã được Đức Thánh Cha công bố cho toàn Giáo hội hoàn vũ để kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố Thánh nhân là hôn phu của Đức Maria và là bổn mạng của Giáo hội Công giáo. Các giáo dân Philippines hoan nghênh quyết định thánh hiến đất nước cho Thánh Giuse của các giám mục Đức Cha giám quản tông tòa tổng giáo phận Manila, người đứng đầu của ủy ban giám mục về giáo dân, sẽ chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện. Ủy ban này đang hoàn tất và sẽ cho phổ biến với tất cả 86 giáo phận một hành trình thiêng liêng đặc biệt trong 33 ngày cho việc thánh hiến sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 tới. Tổng hợp từ nguồn.